khâu hàng năm clone thử nghiệm cây cây xanh cho kia. Clone cây cây xanh hiệu quả hơn các cây clone khác vì cây cây xanh lợi clone đầu tư một bẩn cho thu hoạch long vong tâm để mưa năm. Cứ một năm cho thu hoạch 3 đến 4 lửa. Giá trị thu nhập năm đầu tiên ăn 45 đến 65 triệu đô lên 1 hecta. Bên bang thì cây cây xanh ó kèn tròn đất, bớ đất đô, đất na một vụ để đất thiểu tác. Đặc biệt, sản phẩm thu hoạch ăn công ty cổ phần nông nghiệp An Phước thu mua cá sấy. Như tỷ ma khẩu hàng năm, cây cây xanh đa cũng đang dòng lại hy vọng thoát nghèo cho bọn mình. Sau 2 năm trồng thì đối với cây ngô cây sắn thì cũng so về là khâu hàng năm trồng so với cây tố cây củ cảo hay cây ni y cấp 3 bẩn. Thực tế giá trị y rất là cao. Về liên kết bản sản phẩm, y mong hảo chính quyền địa phương tuyên truyền cho bọn mình đỡ mà bớ rộng diện tích đưa hơn nữa. Cây gai này để cho phát triển cái diện tích nó cao hơn nhiều hơn nữa. Cây cây xanh ăn trồng thứ lần đầu tiên ở một số xã Lung Cao của quê Mường Đà Bắc. Đến cả ni khâu khanh hàng năm clone thử nghiệm tốn diện tích clone cây cây xanh lên quê Mường tính ăn 289 hecta B435 nha tham gia clone. Diện tích phân bố lên quê Mường khẩu huyện thành phố Đà Bắc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Mai Châu, Tân Lạc, Côn, thành phố Hòa Bình. Long tỷ huyện Đà Bắc, Côn, Mai Châu là quê Mường có diện tích clone đứ nhất. Ở đất địa phương cây sinh trưởng phát triển sôi Côn khả đông đều. Cây có bộ lá xanh khả năng chịu tặng chịu hạn sôi, có khả năng thâm canh tăng năng suất cao. Cây cây xanh cho thu nhập lửa đầu tiên khâu lông khoáng 30 ngày, cho thu hoạch đơn lửa tiếp theo bớ 80 đến 85 ngày. Giá trị thu nhập năm đầu tiên bớ 45 đến 65 triệu đồng lên 1 hecta lên 1 năm. Cá ni bê vài lo là đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Cá tính có 3 doanh nghiệp, hợp tác xã trong xa kỷ hợp đồng cung cấp nguyên liệu với công ty cổ phần nông nghiệp An Phước là hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn cây cây xanh Hòa Bình, huyện Đà Bắc có một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Chiêng Rông, huyện Lạc Sơn. Khi tham gia mô hình, một mình ăn doanh nghiệp hợp tác xã ứng lực rộng cây phân bón, công chuyển giao kỹ thuật lông, chăm bón, thu hoạch, kỳ hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đến kháng mưa năm 2022, sản lượng vỏ cây khô do đơn đối tác đã xuất về nhà máy lên 45 tấn. Dự kiến kế hoạch năm 2023, công ty cổ phần nông nghiệp An Phước B đơn đối tác tiếp tục triển khai liên kết lông mới B quy mô khoảng 35 hecta. Hiện nay chúng tôi đang xây dựng cái chuỗi là chúng tôi ký hợp đồng. Cả ni đơn tôi đang tên cái khuôn bao tiêu cái sấy đơn sản phẩm đầu xa của mỏn mình là xa. Lắp bò khô cây cây xanh, cùng khứa đơn tôi, cùng tập đoàn An Phước. Đơn tôi đã ký hợp đồng với đối tác. Tinh tỷ là đơn tôi đã kết nối án bớ người la cho để nhà máy sản phẩm của cung dòng xa thịt lương xuất khẩu. Tuy tinh tỷ chi phí đầu tư mới đầu trồng cây cây xanh khá cao, lên 41 liều đông lên 10 hecta. Long tỷ có chi phí rộng, phân bón, công chăm bón, máy tước bò. Bên bang tỷ, kỹ thuật bón phân của người la chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tận dụng sôi án nguồn phổ phẩm khâu thu hoạch, đỡ mà bổ sung lại dinh dưỡng. Đỡ phát triển cây cây xanh trong thời gian đỉnh, cần có đơn giải pháp cụ thể bớ chỉnh quyền doanh nghiệp cô nhà liên kết. Qua quá trình phát triển 2 năm vừa qua thì chúng tôi cũng qua quá trình phát triển hơn 2 năm vừa rồi, đơn tôi y mong hảo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đun giúp về mặt quản lý nhà nước, y như là có đăng ký chính sách đun giúp ưu đãi khác, đỡ khừa đơn doanh nghiệp phát triển cây cây xanh lên quê Mường tính. Y như bỏ mình trồng cây cây xanh, có thể có đơn điều kiện thuận lợi hơn nữa về cơ chế, công chính sách, đun giúp cơ nhà nước đỡ phát triển cây cây xanh ở tỉnh Hòa Bình, tên cái lung nguyên liệu mới. Phát triển vùng nguyên liệu cây cây xanh tại Hòa Bình thành một vùng nguyên liệu lớn. B đang hiệu quả mới đâu, tỉnh Hòa Bình đang cũng đang chuyển đổi đơn loại cây clone kém hiệu quả sang clone cây cây xanh theo hướng liên kết sản xuất cùng bao tiêu sản phẩm. Hy vọng rằng cây cây xanh sẽ bớ xa hùa phát triển kinh tế mới, có phần xả đoạn bớt khỏi cho mọi mình luôn khó khăn.